Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Anh nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 1 tháng 5, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Mến nhân sự kiện ra mắt của bom tấn Avengers Endgame thì không ít các nhà sản xuất smartphone đã coi đây là cơ hội để quảng bá cho smartphone của mình. Chúng ta đã thấy Google hợp tác cùng với hãng sản xuất để đưa ra Pixel 3 vào phim, hay là Huawei đã quảng cáo cho P30 Pro vào cuối phim như một after credits, hay Oppo ra mắt chiếc F11 Pro phiên bản Avengers. Mặc dù đã ra rạp được khoảng hơn một tuần, nhưng sức hút của bom tấn Avengers Endgame vẫn là rất lớn. Vì thế mà không ít các nhà sản xuất muốn mượn hình ảnh của thương hiệu này để đưa lên sản phẩm của họ. Mới đây nhất thì Redmi đã tung ra phiên bản Avengers của Redmi Note 7 và Redmi 7. Redmi Note 7 và Redmi 7 được trang bị vào hộp rất ngầu, cùng với hình ảnh logo Avengers và các siêu anh hùng như Iron Man, Captain America, Hulk, Thor, Black Widow. Ngoài ra thì những chiếc máy này cũng được cài sẵn giao diện Avengers, nhưng đó cũng là tất cả những gì khác biệt có trên phiên bản này. Phần cứng không có sự thay đổi. Redmi Note 7 thì sở hữu RAM 6GB và ROM là 128GB, màn hình IPS LCD Full HD 6,3 inch với kính cường lực Corning Gorilla Glass 5 x 2,5D, camera kép sử dụng cảm biến Sony IMX 586 48MP cùng với cảm biến độ sâu là 5MP. Khi đó với Redmi 7 sử hữu con chip Snapdragon 632, màn hình 6,3 inch HD cộng và camera kép 12MP và 2MP. Dự kiến thì mức giá của Redmi 7 và Redmi Note 7 ở phiên bản Avenger này sẽ tương đồng với phiên bản thông thường và chỉ được phân phối riêng tại thị trường Trung Quốc. Các bạn mến, mới đây thì giám đốc marketing của Realme đã xác nhận trên Weibo rằng chiếc điện thoại rò rỉ từ tuần trước với tên mã là RMX1901 sẽ có tên gọi chính thức là Realme X. Cách đây vài hôm thì Realme đã phát hành bài hát chủ đề đầu tiên của hãng, trong đó có một mẫu smartphone bí ẩn với camera selfie thò thụt và màn hình không notch. Nhiều suy đoán rằng đó chính là chiếc Realme X được tồn tại gần đây. Mặt lưng của máy sẽ được thiết kế theo xu hướng gradient là vị trí của hai camera chính, cùng với đèn flash LED và logo Realme. Do mặt sau của máy không có cảm biến vân tay, nhiều khả năng đây sẽ là mẫu smartphone đầu tiên của Realme tích hợp với cảm biến vân tay dưới màn hình. Realme X có kích thước vật lý là 161,2 x 76 x 9,4mm, sở hữu màn hình lớn là 6,5 inch với độ phân giải là Full HD cộng. Mặc dù chiếc điện thoại này có cầm hơi dày, tuy nhiên nó sẽ vẫn có tỷ lệ hiển thị so với mặt trước khá lớn, cùng với viên pin là 3689 mAh, giao diện ColorOS 6.0 dựa trên nền tảng Android 9.0 Pie. Mặt lưng của Realme X sẽ có hiệu ứng gradient kết hợp giữa hai màu đen và xanh. Cạnh trên của máy là Neutral Jack cắm tai nghe 3.5mm. Hiện tại thì vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến thông số kỹ thuật của thiết bị này. Các bạn thân mến, tương tự như dòng Huawei P30 thì Honor 20 dự kiến sẽ xuất xưởng với camera 3 ống kính ở mặt sau, với biên thể Pro có thể chứa thêm cảm biến Time of Flight TOF. Giờ đây thì dựa trên những hình ảnh được phát hiện bởi GSM Arena, từ hình ảnh có thể thấy có vẻ như sẽ có một màu trắng hơi hồng giống màu Breathing Crystal trên Huawei P30. Từ những hình ảnh khác nhau thì chúng ta có thể thấy điện thoại này sẽ có màu xanh tím, có thể gọi là Twice Light, cũng như màu đen và xanh. Các hình ảnh cũng cho thấy một ống kính máy ảnh vuông ở trên, nhưng chỉ xảy ra trên mẫu Pro. Đây nhiều khả năng chính là ống kính zoom với kính tiềm vọng của Huawei, có khả năng zoom 5x. Có lẽ phiên bản không Pro sẽ bị giới hạn ở ống kính zoom 3x, giống như những gì mà người dùng mong đợi từ một chiếc điện thoại cao cấp của Huawei vào đầu năm 2019. Dòng Honor 20 dự kiến sẽ được bán kèm với con chip Kirin 980 riêng của công ty, kết hợp với RAM 6 hoặc 8GB, cảm biến chính của camera sau là 48MP, nhưng chưa rõ là liệu nó có sử dụng công nghệ Super Spectrum tương tự như trên Huawei P30 hay không. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của tạp chí Anh nhìn Việt Nam, và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì bye bye.